Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Crisis X Last Survival Game là tựa game hành động sinh tồn góc nhìn thứ 3 được phát triển bởi công ty Hunter Game. Trò chơi đem đến một thế giới mở rộng lớn với nhiều loại địa hình khác nhau, đi cùng với nhiều mối đe dọa cho bạn trải nghiệm cảm giác sinh tồn chân thực, hấp dẫn nhất. Game lấy bối cảnh tại thị trấn ven biển Oakport, nay bị biến thành nơi bỏ hoang và tràn ngập các xác sống sau đại dịch. Lúc này nhân vật của người chơi đã bị chia cắt khỏi gia đình và chạy trốn vào vùng hoang dã. Tại đây bạn cần vận dụng hết mọi kỹ năng để sống sót và chống lại kẻ thù. Bằng đồ họa 3D tuyệt đẹp, Crisis X có độ chi tiết và chân thực chưa từng có. Người chơi có thể tự do tùy chỉnh ngoại hình nhân vật đến từng đường tơ kẽ tóc, đi kèm nhiều loại trang phục khác nhau cho bạn thể hiện cá tính bản thân. Thế giới mở trong Crisis X vô cùng rộng lớn. Trò chơi đã mô phỏng hoàn hảo các điều kiện địa lý và khí hậu thực tế ở Bắc Mỹ, cho phép bạn trải nghiệm các môi trường, cảnh quan, thời tiết và múi giờ khác nhau. Trong game, người chơi cần tìm thức ăn, nước uống, đồng thời thu thập những vật liệu thiết yếu còn sót lại từ thế giới văn minh, đồng thời vơ vét tài nguyên bằng cách chặt cây, khai thác, săn bắn, hái lượm và câu cá để có đủ đòn bẩy sống sót qua những ngày cuối cùng. Bên cạnh việc xây dựng và hái lượm, bạn cần chiến đấu với xác sống và nhiều loại động vật nguy hiểm khác. Tiếp đó, bạn còn phải đối đầu với những người chơi khác để tranh giành lãnh thổ hoặc liên minh với nhau để cùng xây dựng nên một cộng đồng sinh tồn vững mạnh. Crisis X Last Survival Game còn mở rộng hoạt động của game thủ ra việc xây dựng một nơi trú ẩn và khai thác tài nguyên bằng cách thuần hóa ngựa, xây dựng, trồng trọt, chăn nuôi. Ngoài ra, thế giới trong game cũng ẩn chứa nhiều câu đố và bí mật đang chờ bạn và đồng đội khám phá. Các điểm đặc sắc của Crisis X: đồ họa 3D đẹp mắt và chân thực, lối chơi hành động sinh tồn hấp dẫn, đa dạng hoạt động để sống sót, thế giới mở rộng lớn, sinh động, giao chiến hoặc liên minh với người chơi khác. Chỉ độc quyền ở AFK Mobi, không mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, qua tới thế cao cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi, chỉ ngày đi.